Câu chuyện chính là hai mẹ con của Nhi và của bà Nữ là Thành mượn một câu chuyện, Thành được truyền cảm hứng từ một câu chuyện của một ngôi sao giải trí trong nghề này. Và Thành không công tiện chia sẻ tên của người đó, nhưng mà Thành thấy được câu chuyện của họ. Thành biết là bạn ấy cũng gặp một cái áp lực như thế với bố mẹ của mình. Và mình chỉ mượn cảm hứng và Thành có gọi điện thoại cho bạn ấy luôn. Thành nói là bé, hôm nay làm phim về em nhé. Hy vọng em xem em sẽ có một cái gì đó đồng cảm và anh muốn mẹ em xem để anh biết là cái kết này là cái kết mà nhiều khi mẹ em cũng muốn thấy nhưng mà vì một lý do nào đó cô từ chối thấy nó thôi. Cho nên hy vọng là mọi người sẽ tìm đâu đó trong cuộc sống của mình những nhân vật như vậy và mình thấy xung quanh mình hoặc là mình. Đây là cái câu chuyện, thưa quý vị, nó đến từ rất nhiều thứ. Cái hình ảnh và hình tượng, cái concept nấu bánh canh cua thì đến từ cái cô nấu bánh canh cua ở quận 6 bán bánh canh cua 300 ngàn á. Hai mẹ con của Nhi và của bà Nữ là Thành mượn một câu chuyện, Thành được truyền cảm hứng từ một câu chuyện của một ngôi sao giải trí trong nghề này. Và Thành không công tiện chia sẻ tên của người đó, nhưng mà Thành thấy được câu chuyện của họ. Thành biết là bạn ấy cũng gặp một cái áp lực như thế với bố mẹ của mình. Và mình chỉ mượn cảm hứng và Thành có gọi điện thoại cho bạn ấy luôn. Thành nói là bé, hôm nay em làm phim về em nhé. Hy vọng em xem em sẽ có một cái gì đó đồng cảm và anh muốn mẹ em xem để anh biết là cái kết này là cái kết mà nhiều khi mẹ em cũng muốn thấy.